nhau như cả cuộc đời. Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Mày bị điên à? Mình nói tới là mình tức rồi các bạn ơi. Các bạn biết sao không? Hôm qua nha các bạn ơi, là hôm qua mình có hiền với một em là đi chơi uống cà phê đồ, mà ai gì mình vô mình thay đồ, mình tắm rửa sạch sẽ đi, mình gặp chúng cái ông thiết anh em, ông chơi mình một vố thiệt luôn. Mình nghĩ tới là mình tức là thiệt luôn á chứ. Thiệt luôn á, thề mình là con trai, mình đợi con gái không được anh em ơi. Còn em á, em là con gái mà, sao em đợi mình được. Em cứ gọi mình kêu đợi anh chút, đợi anh chút, đợi anh 2 tiếng đồng hồ anh chưa lên. Em nghĩ con, anh em nghĩ thử mấy chị con gái gặp trường hợp, nhưng mà mấy chị con gái có tức không? Tức chứ. Xong rồi tối nó về nha em ơi, mình nhắn tin thì không trả lời, mình gọi thì không bắt máy. Mình về tới nhà thì em không rẻ, em không chịu gặp mình. Mình buồn quá em ơi. Xong rồi em mấy con để lại một cái tin nhắn á, có cũng giữ mất đừng tìm. Chuyện thì cũng đã hết rồi, thì em hãy cứ đi đi. Đừng tìm nhau, đừng tìm đôi mắt này, làm nhau thêm hoài nghi. Mình buồn quá em ơi. Mình đi hết karaoke ôm, mình đi hết karaoke ôm, để mình giải sâu cái nỗi buồn của mình. Mình vô mình buồn, mình ôm hai tay hai em luôn em ơi. Đó, anh em thấy nó đi buồn không? Mày nói tới là tức nữa luôn. Cũng do ai? Cũng do cậu Thiết đó anh em ơi. Nè, hồi tối qua nè, hồi tối qua mình buồn quá, mình đi hát karaoke anh em ơi. Đây nè, có hát đơn hồi qua mình vẫn còn luôn nè. Đây có hát đơn đây nè. Nè, anh em đọc đi. Hai tay hai em nè, đó tối qua mình buồn nè. Mình đi nhậu một mình, đi hát karaoke một mình luôn. Đó, thiệt anh em luôn á. Nói tới là điên, nói tới là tức à. Mày cũng do ai? Cũng do cậu Thiết chứ ơi. Nếu mà không có cậu Thiết thì giờ mình ôm em đó rồi. Chứ mình mắc công mình đi chơi, đi hát karaoke ôm chi tốn tiền. Tao còn mệt nữa chứ. Còn cậu Thiết ơi, con nói cậu Thiết nè, con này muốn lặn rồi á. Cây mà muốn lặn mà gió chả ngừng á, thì cậu Thiết đừng có chắc, đừng có chắc cái thằng cháu nha cậu Thiết ơi. Thì ok anh em muốn biết cái màn trôn trẻ thu của mình như thế nào để dạ. Để là mình gọi là mình giải cái cơn tức của mình nữa, thì anh em đón xem cái clip này của mình nha. Để xem được cậu Thiết coi thử cậu Thiết có đỡ được cái fan này của mình không nha anh em ơi. Thả ra, thả ra. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Xẹo chó. Anh. Sếp. Anh. Gì vậy? Đây đây. Ông đây đây.
Chuyện gì? Không đi đâu vậy? Sao? Đóng cửa lại cho em cổ bố ơi. Không đi đâu hả? Thì không đi nhậu chứ đâu. Thôi, không để nói đâu. Nhậu ai? Dương sang này hôm nó buồn thì que do vụ que cho nó đó. Ông đi nhậu không? Chứ đi đâu mà hỏi lẹ vậy, hỏi cũng không cái gì hết. Đi nhậu gì có đó kia đây nè. Đi nhậu gì có đó kia đây nè. Thử gì? Không kêu ông chiến quán xong chiến đêm kia làm gì? Không kêu ông chiến quán xong chiến đêm kia làm gì? Chú em không thấy kêu kêu ông tố nè. Chú em không thấy kêu kêu ông tố nè. Mọi người làm gì? Ở cái bốc ông như nào? Nó tào lao với mẹ ơi. Ông rảnh quá em. Nó tào lao mình vui cái. Tôi ra tôi đi lớp, tao hỏi ông ra nhà nhiều tôi hỏi ông ấy. Đâu, đồ mày giỡn tôi đúng không? Mày giỡn tới giỡn này đúng không? Thì giỡn gì vậy? Trời hay đâu mà tối con. Ông giỡn tôi. Trời hay đâu mà tối con. Ông chinh hét đây mình đâu. Chinh văn đi. Bây giờ để mà sẽ thấy rồi. Thì cũng nghe. Ông nói ổ chim lỗ tai này, ổ chim cái bò lỗ tai kia thiệt luôn á. Ông điên sao hả? Ông lo cái gì? Cái gì? Tôi đi nhậu mà giờ ra nhậu xong nó ra ẩn, nhậu được nó ra ra ôm á. Để nói không phải có đồng anh nha, anh đừng có tào lao nha. Ông anh mà sao thêm mốc của anh? Mốc anh nào hay vậy? Anh nè. Còn chứ mốc tôi đâu hả? Mày làm gì? Ủa mốc ông hồi giờ tôi lận của nó dầm. Mày làm gì có cái tờ đó, tôi cũng có ác là tào lao quá. Ủa mày tông. Nó tôi ra nó tôi kích trường cái lỗ ông không điên hay sao vậy? Tôi điên lắm ấy. Giỡn đúng không? Em giỡn anh đúng không? Rồi rồi sang sang giỡn này, sang giỡn này. Còn mới giỡn cậu. Đúng rồi con cậu đi tối lại còn kêu thôi tao tao chuộc lỗi mày dắt mày đi hét tới bệnh hết. Chứ mày cùng mày nói gì mày tao ra đây mà nói gì vậy hả? Chứ mày nói gì vậy tao cũng giỡn tao giải vậy mà xe không nói được. Tôi giải vậy mà nói. Tôi là vụ gì đây? Hử ông ngon ấy ông giỏi á. Cái đó anh không biết tính sao nó giỡn anh nè. Đổ mày mày cho tao đúng không? Ai cho tao? Đừng có hôn mày đi nữa nha. Đi đâu đi? Ông gặp ở đây nhân viên hai đứa gì đây? Con bây giờ đứng sao vậy? Con nhìn không? Ông le, giờ ông muốn đi, muốn làm lớp chuyện cho con vậy nè. Mẹ đừng có tào lao quá, mẹ ông biết ấy là... Thôi. Mẹ sao phải biết của tôi vậy nè. Chết, tự nhiên không, mẹ em biết của ai không? Anh để ủa, không có đây. Không biết của ai hết, tôi biết anh em biết của ông. Sao anh biết anh đây hay vậy? Ủa, không anh có bình chứng nào anh biết anh đây? Không đi, tại sao anh không biết anh? Không đi sao quý anh? Tôi muốn biết. Ông vô đây màu xuống nha. Ông đi ra cái chuyện của tôi liền. Ông nói là làm cái này cho tôi nhưng mà ông mệt chuyện tôi đấy. Nói này giờ tôi nói mẹ tôi không có hiểu không? Đâu tức sợ gì? Đây sao? Sao là cái gì? Ông đi gì đây? Đi cái gì đó hả? Mày nghĩ thôi. Ui chú, ông có số tiền lớn là đã đi luôn hả? Thì giải đó là cái bán đồ chốt này. Tôi nói mẹ này, đây là cái bán đồ chốt này. Phải không? 2.575.000 đấy. Để đưa tôi cũng làm có mấy trăm ngàn đi. Dạ đi đi, ông giao tiền được không? Ông có tiền được không? Đó đúng rồi, tôi còn dư còn có tiền không thỉ gì quỷ điên gì hả? Bà đúng rồi, tôi còn dư còn có tiền không thỉ gì quỷ điên gì hả? Dư béo con hả? Mày đừng giao cái mỏ này đừng coi nha. Nó đang mở lớp nha. Coi cái thằng nó đang mở mốn nha nha nha. Tao nói mày về chuyện là giỡn giỡn. Tao nói mày biết bao nhiêu lần mà mày hưởng. Cái này mày chào đúng không? Tao nói mày cái chuyện tình cảm thường nó đem đi đùa giỡn đi không? Dạ. Mày cứ giỡn mày cái chuyện đốt nhà luôn. Ông làm sao ông làm vậy? Ông nói gì nghe không? Thế thì vậy là ông có tiền rồi đấy, ông giấu tiền rồi dành ông đây mấy đây ông làm gì? Sao nghĩ như vậy? Tiền để làm gì anh đưa em mấy rồi em? Đưa anh giấu nào? Mỗi lần thì tao nói em xin mấy trăm ngàn này, đưa mấy trăm ngàn đủ nhậu nữa. Ủa sao muốn nhậu mình ông sao muốn nhậu? Ủa vậy anh đi nhậu mỗi lần ông đi dân sàn rồi chị. Ủa đi thằng đó nó tre đó. Phần đó đây mà đi mà chuột lẩu nó mà kêu thôi xin lẩu tối thì dẫn nó đi mà à thì dẫn nó đi hai đứa hai con này hả chú sao dẫn cái tàu lao quá cái thằng này sao cái nói nó cứ giỡn như ngày vậy giờ ông nói tôi rõ ràng phải chuyện dây này ông đừng nói chuyện nữa tôi đã làm sao trong quý của anh ấy là ông làm sao anh biết được anh trong khi anh không có đi anh nghĩ là cái hôn đơn này đụng nói với mình là tấu đi chơi này nói với mình tấu đi chơi giờ đụng xem lấy hôn đơn này giờ cứ nói tôi anh làm sao đâu quý anh quý anh bỏ đâu bỏ không kia đâu không biết em còn giờ nói cho em mời chị xe mấy mấy của con xe hồ chim nhớ bỏ nói tao em biết được sao tôi biết được bây giờ vấn đề là ông cung lừa ông tôi ấy nên tùy lại ông thôi tôi theo đi tối thiệt tôi có tao tôi có nhận tao không cho mà nhận ông muốn được cái miếng của mình ông cho mà nhận ấy là ông có đi đúng không nó tào lao quá còn cái thằng xe mà nói với nó tiếng mày rồi chứ bây giờ cậu nhận đúng không rồi chung mệt nó xin cái mệt đó cậu chung hồ le con làm hết con ôm hết á cậu hét cái con đó nó nói rồi cậu chim mình cũng ôm gấp cậu hét thôi cậu không làm nữa đó có thi cậu chim không có chứng đáng này hát lần nào mà ngầu hết mày
Kiểu nó mua một góc thôi, không có làm hết đó. Nói chung là con làm hết. Con làm hết. Mà nói vậy á. Con làm hết. Mà chứ tao có đi hát đâu mà kêu ngầu ghép. Trời ơi, cậu mày hiền lắm sao mà không ghép ông. Không, ơi, không ý được nghe mà nghe nó nè. Ông nhớ người nó sao thiệt. Chứ anh không có đi chứ ngầu ghép gì. Không có đi, không đi đâu. Nó nói đi kê ra ôm, anh đi đâu. Mà nó anh đi nhậu mắt mà. Trời ơi, lúc gì mà đi đúng không? Không, con kia là con kia, không con biết đâu á. Ủa, ông gì đó, ông gì mẹ. Thì nói gì nó đi, nhờ ai biết. Ông mệt lắm, gì anh mệt ngủ không biết đâu. Trời ông mệt ngủ ao vậy đó, đi hát quá ôm mới mệt ngủ không? Cậu chứ không ôm vậy đó. Ông cũng người ông lẹ. Đấy là sao mẹ không bao giờ mà tin tưởng tôi hả tử? Ông tin tưởng ông vậy, ông tôi đã bỏ rồi. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Tao phải là tôi lộn tôi đường gì vậy á. Tôi lộn thích ông, ông không giải thích cho tôi sao tôi thích. Nè mà tao nói mày nói thì sao, đừng có đỡ về cái chuyện này. Ông bỏ, này đó ông nói rồi, chúng mày hầu quen nha. Im một chim. Con vô hát karaoke ôm, cậu chim chị ngôi, chị hát ôm một góc không đủ. Ai ôm mày? Cậu mày ông hiền lấy sao vậy? Cái thằng này mà tao ngon quá. Ông hiền không ông hát ông ôm. Mà chết tao được cái đây hát không? Có nhưng mà cậu chim hát không, cậu chim một ôm. Cậu chim không trao rồi. Tao có không có đi giờ vấn đề á, giờ tôi không biết. Giờ vấn đề tiền đâu đây thì ông giấu quỷ đem đâu lớn, nó tiền quỷ đem đâu đó chị ạ. Của ông thưa ông kỳ lạ, tiền không có mua sữa cho con. Ở mua sữa cho con từng cái kiểu bạc tiền lãi nát thì ngỏ thì em uống 2 triệu bạc. Dạ, không biết sao vậy. Con thử cái gì thì bé nhập vậy. Sao em không bao giờ đủ em. Con ăn không lo. Tao con anh còn trao gái anh còn đưa tiền cho con sữa ấy. Đúng á. Ý mà nghe ông nói này, cậu á, nếu mà cậu không dám cho, không dám nhận, lần sau cũng đừng có rủ ông đi nữa. Con cha mà không dám cho, con nhẹ là lộ con đó, con đi con hen đó, biêu hồn. Nói gì à, biêu hồn con. Nói gì à, mày biết đâu. Tao nói gì à, cái này không dám nhận thôi, chứ lẽ đang mềm kìa. Nói gì vậy hử, mày nói gì vậy. Chứ mày nói gì vậy hử. Tao sẽ có đi tao nào mà nói tao nhận mày hử. Không biết mày nói sàng vậy hử mày. Tao nói mày cầm cái mồm mày á. Nói cho nó biết này. Ông đó, ông không lèn nó làm gì vậy? Ông quay lại ông nói tôi nè. Còn rem. Tại vì nó hiểu rồi. Chứ còn... Ủa ông quá đâu, bỏng với ông hiểu hiểu. Mày nói gì vậy? Chàng mày nói giùm cái người phải bẻ. Dạ ông thấy đây, đây. Mày thấy nó quay không? Mày thấy nó cái tôi mày đâu? Mày thấy chưa? Còn nghe nói này. Đây là quay lại một người đàn ông mà ăn không cứu. Ăn mà không biết chùm mếp á. Ăn có liếm lèn, liếm nhặn. Thấy không? Nó quay lại nói là nó cố tình ở chơi anh em cãi lộn. Em hiểu nó hầu giờ nhiều lần. Không phải. Vấn đề là giờ ông giải thích có đâu sao với ông đây. Đừng nó mập sao với ông. Sao cái đầu ở đây đụng thiệt chứ. Nó không có hiểu được không? Nó để quay giải mà em biết là nó tôi mình nữa. Quay từ đầu thì giờ ông chạy vô đường quay sao nó biết. À mẹ con. Thôi từ lại con giải thích chơi với cậu chị. Vấn đề là nha, ông nói sẽ tiền đâu đây lại. Ông nói nhiều rồi. Chị Linh nghĩ giống như ông ấy nhẹ. Ông ra đường ông thèm lắm sao vậy. Ông đi ông đi luôn về nhà chơi. Tự nhiên để nó ăn không có đi. Mày sao cái con này nhau nhỉ. Ông đi tờ giấy đâu đấy à. Thì nó đi. Không tiền đâu đây. Sao lại với ông. Đều chịu đi chờ sao không vấn đề này. Nó đi không đều dứ mà. Mấy mày nhà tao tao nói không được mày hả. Mà nói nó sao tao thì tao lại mà. Đừng có tưng mẹ. Rồi ok cậu. Nói chung là thấy chưa. Chớ mày nói giỡn mẹ đi. Nói chung là con cũng có đi. Mẹ con đi chả lẽ con đi mình cậu. Cậu muốn cái lạ thì đi hát, cậu lẽ một mình cũng uống một cậu. Tụi em muốn lấy một hố, một cộng xe không say được. Cậu lẽ một mình một đứa cái hai con uống một mình chỉ không được. Sao mày, cái thằng này tao nói mày giả mày, cứ giả mày hả? Mày thích chặt nó mày hả? Tao nói mày thích chặt nó. Rồi làm gì làm, ông nói cứ nghe đây nè. Cái con người mẹ sao mày không có phân biệt nữa đúng trời. Ủa ví dụ như nó rất nhẹ chứ sao mày có cái quý ông chứ không sao. Thì nó sao mày không nghĩ nó bỏ vô. Cái quý ông làm sao nó bỏ. Nó giết được quý ông mày mất tiền đã lần này. Mất tiền còn đơn treo. Vấn đề là 2 triệu mấy nữa nè. Nó có tốt xịt. Con trai mày sao. Mà nói mày có muốn đánh đánh anh hơn mưa tháng thường của nó trời ơi. Mà nói không. Mày muốn đánh cứu không. Dạ con ở cậu nếu mà còn chim nhếm leo nhếm nhận. Đó là còn chim này ông xứng. Ông đứng lên đây, em đi đâu đây? Ông lên em giới cho tôi nhiêu chùi đây nè, ông đừng có đi được tôi mệt quá hận. Còn em nữa, thế sao em hiểu hở nghe? Hiểu gì hở? Ông làm gì? Hiền chơi thôi, ngủ ông muốn đi đâu? Ông ngủ đã đi nhậu của ông đi đâu? Ông đi đâu cũng đi với con nào nữa hay sao? Anh nói đi nhậu. Nè nó đi theo lưng nó lúc đó anh về chắc là nó đủ rồi. Tôi nói về vô cô tôi đánh cửa làm sao đi được. Bây giờ tôi nói gì nè. Ông sao không tính tôi chịu đây sao. Hiền chơi thì hôm đi đâu đi á. Đi nước hoa rồi con vứt.
Mình đi ra đường nói thôi chứ. Mình là chúng mày bán nước không à. Mình phải chịu thông thôi chứ sao em nói lẹ vậy. Ủa ông không dọn đây được. Đi với mấy thằng nào không xịt đâu. Thôi vậy mà giờ mình bán hoa mình phải có nước không. Mình phải xịt ra người ta ăn nước nào. Nó tới thôn nó mua nha. Ông nói với ông tôi không nha. Giờ tiền đâu ông đi đâu. Nhất là tiền đâu đừng có khùng khùng quá à. Cái chuyện đó để nói thì nó vậy là mà cái tiền đâu. Ông giấu quỷ đen hơi bị nhiều nhà tiền. Làm 2 triệu mấy thì ông xin giờ ông tào lao dùng cái đi. Giờ vậy nó cứ hỏi nè quỷ đen. Chuyện cho nó biết sợ nó kêu là nó nhè. Trời ơi giờ nó 112 là 2 nó đến cái bè sấy to thì vậy mà. Mà lớp đây đụng mình mày nói gì cùng cùng vậy mày. Yếu mà đưa ra gió. Tao nói mày lạnh dùm gấp chỗ đây nè. Ông biết làm lớp nhẹ không? Đúng là mày yếu. Cái thằng cú này mà nó quen. Ông biết làm lớp nhẹ lớp cái cháu kìa. Làm lớp đi. Đừng có khùng quá, nó nhẹ vậy. Giờ ông nói lại này, tôi mất tao này ở tôi ông nha. Sắp đồ cũng đi đâu đi á. Còn không rồi tôi về nhịn đi á. Không, em mà đỡ dài, đừng có đỡ, nó mắc lừa. Mắc lừa gì, nó đâu mắc đi. Nó chạy biết bao nhiêu lần lầu. Cái thằng mở lớp đó nó biết bao nhiêu lần lầu. Yếu, chúng mày yếu. Cái xì giờ nghĩ cho nó nghe. Quay đủ mấy thằng coi chừng cái mỏ mình đi này cứu mày. Ông quay lại nói chuyện tôi quay. Quay nữa. Vậy, ông đi chơi về gì ông cứu tôi luôn hả nè. Đừng có sàng sàng quá. Thì mắc cầm cố lại cái gì. Ai vậy? Chuyện sang chưa? Ai cứu mẹ đâu? Cầm cứu mới lại ấy. Đàn nói vậy mày vô này vậy nó sừng sừng sừng. Giờ ông nói tôi nghe cái đó làm sao nè. Ông giải thích ông sẽ có thể ông giải. Một lúc trước ông ngàn là ông đừng dừng. Ông ơi đừng muốn ông đi luôn nghe nha. Tôi điên ông lắm nào ạ. Cứ bé nhận cái sao vậy? Trời ơi, ông yếu được. Nhìn cho con đó, được hai đứa mắt chơi gái em. Cảm ơn anh. Đâu không biết đâu vậy sao vậy? Mấy thầy đó có mấy cái thằng nhiều gì vậy? Không đeo tay quý vậy? Muốn đeo tay vậy? Sao mà nói chung lại nói? Nói đây là tâm thầy biết cái chuyện gì đó đó. Yếu, quên. Điên đâu mà nở? Tao nói mày điên không? Cái gì hả? Cái gì hả? Ông mà muốn không đeo tay thì đâu không trông quýt. Mày điên sao mày lại biết? Thôi tao nói. Ông làm gì hả? Ông giải thích cái đạo này của tôi, ông chuyện 2 triệu mấy đâu. Sao mày ngu thế hả?